Kính chào quý vị và các bạn. Ngày thứ năm, các điểm du lịch miền Bắc sẽ đều chìm trong giá rét. Dự báo nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn sang đến Hà Giang, Lào Cai và Điện Biên Phủ, mức nhiệt sẽ là từ 15 đến 17 độ, trời rét đậm. Đối với vùng núi cao, nhiệt độ sẽ là từ 3 đến 7 độ, trời rét hại. Cũng trong đợt rét lần này thì mưa tuyết và băng giá đã xuất hiện ở Phan Xipang. Vì vậy mà đây trở thành một điểm đến thu hút khách du lịch vào mùa đông để có thể chiêm ngưỡng các hiện tượng thiên nhiên kỳ thú. Dự báo 3 đêm tới, nhiệt thấp ở Sapa chỉ ở mức là 2 độ. Và sang đến ngày thứ 5, thứ 6, trời có mưa bất chợt trong ngày, càng gia tăng cảm giác rét buốt, cao nhất sẽ không vượt quá 8 độ. Phải sang đến ngày thứ 7 khi mà có nắng lên, giúp sưởi ấm bầu không khí, nhiệt độ sẽ lên mức là 11 độ. Với các điểm đến Trung Bộ, từ đêm thứ 4 đến hết thứ 6 tuần này sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông ở khu vực từ Hà Tĩnh xuống đến Khánh Hòa, và mưa to nhất sẽ là từ Thừa Thiên Huế xuống đến Quảng Ngãi, với lượng mưa phổ biến là từ 70 đến 150mm và có những nơi trên 250mm. Mưa thì cũng sẽ xuất hiện trên đảo Lý Sơn trong cả 3 ngày tới, nhiệt độ cao nhất sẽ không vượt quá 25 độ, trời lạnh. Thêm nữa thì thời điểm này cũng không phải là thời điểm lý tưởng để quý vị chúng ta có thể du lịch Lý Sơn, bởi thời tiết biển cũng xấu do sóng to và gió lớn. Nếu quý vị có lịch trình tới đây hãy cân nhắc nhé. Trong khi đó thì thành phố Phú Quốc lại được tận hưởng tiết trời đẹp trong cả 3 ngày tới. Dự báo là trời không mưa và có nắng từ sáng đến chiều, nhiệt độ ở ngưỡng dễ chịu khoảng là 30 độ, thuận lợi cho quý vị chúng ta có thể tắm biển và tham gia các hoạt động giải trí ở ngoài trời. Tối và đêm trời lạnh với mức nhiệt là từ 23 đến 24 độ. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.